Nhà nhá, hôm nay em like lúc mà 17 giờ nha các bác ơi, 17 giờ nhá. Hôm nay là ngày 20 nhá. Ngày 20 tháng 5 này. Đây là lô đầu tiên em giới thiệu các mặt hàng, đây là lô trâu hàng Buôn Đôn nhá. Đó rất là đẹp luôn này. Đó. Cây này thì lô này thì cả đẹp cả nói chung là có cái cây cây đẹp có cây xấu nó mới bán nó mới rẻ được các bác ơi. Chứ còn bán cây đẹp thì các bác cũng không lấy được cái giá tiền của nó đâu. Nên em bán lô đầu tiên này, một này. Đó. Hai này. Ba này. Bốn này các bác ơi. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười này. Mười một này. Mười hai này. 13 này. 14 này. Đó, em nói rồi có cây đẹp phải có cây xấu nha. 15 cây này cũng đẹp lắm ít này. Đó, 15 cây này lô này lô đầu tiên em bán có giá 450k nhá. 15 cây 450k này. Đó quá rẻ bèo luôn các bác ơi, lô đầu tiên này. Đó. Đây là lô 2 này. Lô 2 này các bác ơi, lô 2 là hoàng nhạn nhá, hoàng nhạn tháng 4 này. Đó lô 2 này 150k này. 150k này, 1 này. Cái rụt luôn. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6. 7. 10 cây nhá. Lô này em bán 150k này. 150k này các bác ơi. Đây là lô thứ 2 nhá. Lô thứ 2 này. Đó. Và tiếp tục là lô thứ ba nha các bác ơi, lô thứ ba này. Đó lô thứ ba này cây to hơn nhá. Đây lô thứ ba này, một này. Cây này rất là to luôn này. Đó cây này nó bị dập ít lá này thôi nhưng mà không sao hết đâu nha các bác nhá. Đây hai này. Đó cây này lá mít rụt luôn này, ba này. Bốn này. Năm cây to này em bán có giá 200k này. Đây là lô 3 này. Và tiếp tục lô 4 này. Lô 4 này. Một này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Đó lô này thì 7 cây nhá. Lô này cũng 200k 7 cây to này. Đó. Đây, 7 cây này 200k này. Em đo em chỉ biết đo như thế nào luôn á. Đây. Em quay gần rồi cho các bác xem hàng nhỏ hàng to như thế nào rồi nhá. Đó các bác biết phân biệt hàng như thế nào nha các bác nha. Đây là lô 4. Tiếp tục lô 5 là một cặp nhạn rất là đẹp luôn này. Cặp nhạn vợ cặp nhạn là anh em nhá, cặp nhạn anh em này. Đó, cặp nhạn là mít anh em bằng nhau hết này. Rất là đẹp, một cây đang ra, hai cây này đang ra ngồng hoa hết rồi nhá. Đó, ngồng hoa của nó lá mít này. Đó, cặp này em bán có 300k, 600k nhá. 600k này em nhầm, 600k này các bác ơi. Quá rẻ bèo luôn, cặp đẹp này. Đó, riêng các bác đi mua chỗ khác cặp này phải 900 hoặc 1 triệu nhá. 900 hoặc 1 triệu. Em bán có 600k cặp này thôi. Đó. Đây là lô 5 này. Và tiếp tục lô. Đây là lô 5 nhá. Tiếp tục lô 6 này các bác ơi. Lô 6 này. Lô 6 là cây trâu nhá, trâu Buôn Đôn nguyên bản này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 5 khúc châu nguyên bản em bán có giá 300k nhé. 300k này. Đó. Lô này là lô 6 300k này. Có cả lá mít nhé. 300k này. Và tiếp tục lô 7 nha các bác ơi. Lô 7 này. Đó. Một cây châu này. Nguyên bản này. Cũng to nhá. Cây này thì cho nguyên bản lá mít này. Đó. Một cây lá xếp, một cây lá mít nha. Hai cây, hai cặp này em bán 350k này. Một cặp đều nhau này. Một cây xếp, một cây mít này. 350k lô này nhá. Đó. Bác nào thích nguyên bản đẹp này nha. Có 350k thôi. Đây là lô 7 nha. Tiếp tục lô 8 này các bác ơi. Lô 8 này. Lô 8 này cây to này. Lô 8 cây to này hoàng nhạn nhá. Hoàng nhạn này.
2 4 6 8 9 lá nha, 9 lá này. Em bán có 200k thôi. Đó 200k cây nhãn to này. Đó đây là lô 8 nha. Mình tiếp tục lô 9 này. Lô 9 này các bác ơi, lô 9 là một cây nhãn này nguyên bản nó mọc gần hai cây luôn nha. Nó mọc gần nhau hai cây, một cây nhỏ một cây to này. Đó, lá mít nha, cây này lá mít rụt luôn này. Lá mít rụt luôn này các bác ơi. Đó. Cây này thì 2 4 6 8 10 11 lá luôn nhá, rất là đẹp luôn này. Đó, cặp này em bán 300k thôi nhá. 300k này, đây là lô 9 này. Thì tiếp tục là lô 10 này. Lô 10 này các bác ơi, cây nhãn lá mít rụt trịt đồng tiền này nhá, 1 này. Đó, cây này lá mít rụt luôn, 2 này. Mít rụt luôn nha, rất là đẹp luôn. Cái này thì nó mọc gần nhau này. Đó, cây này nó mọc gần nhau. Xanh đẹp luôn. Đó, đôi này em bán có giá là 250k nha. Đây là lô 10 này. 250k này. Và đây là lô 11 này các bác ơi, lô 11 nhá. 1 này. 2 này, đang ra ngọn hoa nở hoa rồi nha các bác nha. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, đó. 3 cây to nhá. Cây to, cây này to nhất này. Đó, 3 cây to, 2 cây nhỏ, tổng tất cả là 5 cây này. Lô này em bán 300k nha. 300k này. Đó, 3 cây to và 2 cây nhỏ, 5 cây nha. Là 300k lô 11 này. Và tiếp tục là lô 12 này các bác ơi. Lô 12 này. Có cái nhãn rất là to nha. Đây cây to này. Cái này cũng to này, 1 này. Cái này thì khỏi chê luôn, rất là đẹp luôn. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Đó, 5 cây to rồi nha các bác nhá. 5 cây to này. Đó, cây này 5 cây to nhá. 5 cây to này. Đây. Em thêm một cây nhỏ này nữa. Đó. Lô này em bán 350k thôi. Đây là lô 12 nha. Lô 12. Và tiếp tục lên lô 13 này. Lô 13 là mấy cây ví dụ như là quế tím này. Rồi sóc này, sóc lào nhá. Rồi cây này là bạch ngọc hải ao này, quế tím thì nhiều hơn nha. Bạch ngọc hải ao cũng đẹp này. Lô này em bán 100k thôi. Lô này em bán 100k, có cả cẩm báo này, một cây cẩm báo này nữa. Đó, lô này combo, combo nó rất là nhiều luôn này. Combo này, đó, 100k này. Bắt đầu yêu cầu hàng gì gọi theo số điện thoại của em nha các bác nha. Em chào các bác nhá.